Quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua một ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Cháu Lực xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục đi xuống nhà của ông cụ mà sống một mình ý cô bác. Và cũng được sự đồng ý của chị Trần Đồ Giáng My tiếp tục là cho cháu Lực mua thêm cho ông cụ là một chút thức ăn, và thêm là mua cho ông cụ một cái nồi cơm điện đó cô bác. Còn những cái khoản nồi cơm điện này chắc là một tí đi vào thì ông cụ sẽ không có biết mà nấu ấy cô bác. Thì cái này thì cháu Lực sẽ hướng dẫn cho ông để một hai lần thì chắc là ông cũng sẽ biết với biết để nấu được những cái nồi cơm điện này cô bác này. Phải nói là trong thời gian qua thì chị Trần Đồ Giáng My là một cái mạnh thường quân mà luôn luôn đồng hành cùng Bản Em. Những hoàn cảnh nào cháu Lực đi chia sẻ là đều có mặt của chị Trần Đồ Giáng My đi cả cô bác. Một lời cảm ơn tới chị Trần Đồ Giáng My rất là nhiều. Chúc chị cùng gia đình và thật nhiều sức khỏe, luôn luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn chị đã luôn luôn tin tưởng cháu Lực để giao những cái tấm lòng vàng của chị tới tay cho cháu Lực, để cháu Lực được đi mua những cái những đồ thực phẩm tới cho những cái hộ gia đình mà còn là cực kỳ là khó khăn đấy cô bác. Thế còn là bây giờ thì xin mời tất cả cô bác anh chị là cùng theo dõi hết video ạ. Hôm nay thì đi chỉ có là hai anh em thôi cô bác. Và như video hôm trước thì cháu Lực cũng đã giới thiệu rồi. Bây giờ thì có cháu Lực cũng có thêm một cái bạn đồng hành mà đi cùng cháu Lực nữa cô bác, là bạn Hiệu. Bây giờ thì hai anh em sẽ tiếp tục là cùng nhau đi giúp đỡ và chia sẻ những hoàn cảnh mà còn khó khăn. Ủa, có rất là nhiều cá rô phi này cô bác này. Hầu như là cái con đường này thì cháu Lực đi qua thì cháu Lực đều có ghi hình cả đó cô bác. Thời tiết hôm nay thì có vẻ là hơi se se lạnh một chút cô bác ạ, cho nên là cháu Lực đã phải mặc cho mình những cái bộ áo khoác rồi. Ở chỗ này có rất là nhiều cá rô phi này cô bác. Ao này chắc là từ rất là lâu rồi, thành ra là bây giờ nó bị nông hết này. Còn là cái lúa này này cô bác này, đây là cái lúa nếp ấy cô bác. Như nhà em xử thì cũng có, nhưng mà năm nay nhà em xử là sẽ bị mất khỏi là một chút rồi cô bác. Tại vì là hôm nọ có một cái cơn cơn bão mà đi qua ấy, thành ra là nó cao quá, nó bị đổ đi. Cái phần ở dưới bên này là nó sẽ thấp hơn đấy cô bác. Như cô bác có thể nhìn thấy là xung quanh đã bao phủ bởi là những cái ngọn núi rất là cao rồi. Anh có cả đàn chim về ăn luôn này. Không biết là cô bác ở dưới xuôi thì có biết cốm không nhỉ? Cốm là chính là người ta dùng làm từ cái cây từ cái bông lúa nếp này ra này cô bác này. Lúc mà nó chuẩn bị nở ra là nó dẻo dẻo ấy, thành ra là bà con thu hoạch đi để làm cốm. Còn như bây giờ thì hiện tại thì nó hơi già rồi, chắc là không có làm không được. Làm được thôi nhưng mà ăn nó sẽ hơi cứng á. Hả? Ở đây thì cũng bị đổ này các bác này.
Hôm nay thì đi xuống nhà của ông cụ thì không biết là ông cụ có ở nhà không cô bác. Trong thời gian qua thì cũng được là chị Trần Đồ Giáng My cô bác gửi tiền cho cháu Lực và nhờ cháu Lực đi mua tôn để quay cái chỗ ngủ cho ông. Thì bây giờ thì có những cơn mưa to thì đã không có hát phải vào cái buồng ngủ của ông nữa. Trong chỗ buồng ngủ của ông thì cháu Lực cũng đã mua đệm và mua chăn mọi cái mới cho ông dùng hết rồi. Mấy ngày nào đi xuống mà ngô nó còn bé tí mà bây giờ nó cao gần bằng người rồi cô bác. Có cây thì đã cao hơn cả người rồi. Hôm nay thì không biết là ông Dung có ở nhà không cô bác. Cháu Lực nhìn thấy đã đóng cửa rồi. Ông Dung thì phải ra lên bác. Cần thấy con chó nhá, cần thấy con chó nhá, chó nhá. Chó nhá. Cần thấy con chó này nhá. Thật nhá, vừa đi phải vừa nhìn á. Thấy không nọ thì cháu Lực bị chó này cắn này cô bác này. Cắn là một vết nhỏ thôi và cũng được là rất nhiều cô bác anh chị là cũng có nhắc nhở cháu Lực và đi tiêm ấy. Ông Dung ra đây bác. Tiên phải mà. Cái còn đồ thì cháu Lực sẽ để đây một chút nữa. Bây giờ thì đi ra đi tìm ông đã. Ông này chắc là đi có khi là đi cũng đi ra ngoài một chút đấy cô bác. Mấy cái đồ thực phẩm, đồ thịt thì phải treo lên cao một chút, tí nó sợ là chó nó về nó ăn này. Thấy ông thì ở nhà cũng rất là chăm chỉ nữa cô bác này. Lấy được rất là nhiều củi này. Còn là những cái thanh gỗ này thì ông cũng kể với cháu Lực rằng là sẽ để làm quan tài đấy cô bác. Nhưng mà bây giờ thì chưa có làm. Bạn ông dùng cái bài bác. Bao nhau bên nổ. Hầu như là đường đi vào nhà ông ấy cô bác, một mình ông tự đi là nhiều, thành ra là cỏ thì cũng mọc là rất là rậm rạp luôn. Ôi, chỗ này thì có vẻ là gà phá rất là nhiều này. Hôm kia cháu Lực xuống để mà trao quà cô bác thì cũng có một suất của nhà ông cụ nữa cô bác nhá. Và em Hưng thì cũng đã có cả cô bác nhá. Cái lúc đấy thì em Hưng đang cùng cháu Lực trao quà cho nên là em Hưng không có cầm được ấy cô bác. Có nhá, cháu Lực cũng đọc trên bình luận thì có rất là nhiều cô bác cũng có nói với cháu Lực là cho thêm em Hưng một suất và cho anh trưởng thôn thì cháu Lực cũng đã cho và em Hưng thì cháu Lực cũng đã cho rồi cô bác. Ở nhà của em Hưng thì cũng ở ngay dưới này rồi cô bác này. Đấy, một cái ngôi nhà mà nằm ở tít sừng dưới hụp ở dưới kia thôi. Hôm nay thì không biết là hai anh em thì có ở nhà không. Hôm nay thì là ngày chủ nhật đấy, chắc là hai anh em đi lấy củi hay là đi lấy cỏ với nhau rồi. Ông Dung à? Không chơi sắp bàn hòn bà. Ta à, hiên bên này bà. Ông thì bảo là cái ở dưới kia ông có vài thửa ruộng của bác thì là chưa có nên gặt đâu, còn là xanh xanh như ở kia kìa. Vậy rất là dèm nè. Đô bác con. Thế chính ngay à bà? Chính giá. Bạn lấy bắn chín liêng mấy.
Có vẻ như lúc mà đang đi xe thì rất là lạnh các bác, nhưng mà đến lúc mà lên đến xuống nhà của ông thì đi vòng để tìm ông ấy thì rất là nóng. Một van xít xít là gì? Xít bóng. Một xít rồi ta. Giờ tôi dùng một điện ra. Tôi dùng một điện ra. Hả? Tôi dùng một điện mà tôi. Đúng gì ta? Đấy, vừa rồi thì cháu được hỏi ông là có biết sử dụng được cơm điện không? Đấy thì chắc một tí nữa thì sẽ cùng ông ăn cơm luôn một bữa các bác. Hôm nay thì cũng về đúng giờ của ông ăn cơm. Cái bạn ấy là thùng khói trên liêng mưa rồi nhỉ? Bây giờ thì trước khi đi vào thì cho cháu được xin được nói thông qua một chút là hôm nay thì cháu được đã mua hết là bao nhiêu các bác nhá. Đấy, ở đây thì những cái đồ này cháu được mua thì cháu được trích từ tiền của quý của chị Trần Đỗ Giáng My ra là để mua các bác. Dê ăn đây cho các ông ăn à? Ăn cho các ông ăn à? Muốn ăn à? Nó cơm điện à? Một khẩu. Đấy. Bắt đầu dê cắm khẩu lên, cắm nhả lên hai bảy bình nọ khóc cả là tomato khóc phát được chín nè. Nước là tin nào mấy? Nào ra. Đấy, cháu Lực chỉ có là một tuần là xuống thăm ông một lần và mua thực phẩm cho ông được các bác. Đấy, ở đây thì cái nồi này thì cháu Lực mua là cũng như cái nồi của nhà em xử hết các bác. Mua cùng một cái loại hàng hết. Cái nồi này thì cháu Lực mua là 750 ngàn các bác. Và mua thêm một ít hoa quả nữa là 15 ngàn. Nếu con tôi nó chỉ bắn đến tay trên băng rồi. Đấy, và cháu Lực mua thêm là cái thịt này là thịt lợn đen các bác là 300 ngàn. Và mua thêm một cái dây ủ điện nữa để cắm từ kia xuống để xuống cho ông ăn cắm cơm ấy. Đấy, giờ thống tuyết bóng này rồi và tôi cắm. Ở đây thì tí ủ điện này sẽ để cắm của bác này. Giờ em mặc tao mày ạ? Bọc mặc xin yếu nó. Gọt cho ông ăn ít quả hồng. Giờ ăn đây mặc ông ăn à? Mặc á? Mặc mít á? Đây này bây giờ mặc mít còn nó bên này thôi bắn chín luôn. Dê bắn chín bắn nè. Đấy, ông thì còn chưa biết là cái quả hồng này đâu các bác. Ông chỉ biết là cái quả hồng ở xung quanh nhà này thì quả hồng ở xung quanh nhà thì nó đã mềm rồi. Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ gọt hoa quả cho ông ăn trước tiên một chút đã. Rồi thì một tí sẽ vào để nấu cơm. Hả? Bạn này lán láng đấy. Cái đó phải khánh nhắc chúng ông ngon này. Mặc này mặc cắn dẹp mặc này à? Mặc thọ tứa. Thọ tứa? Ôi à. Quả chanh như quả to này các bác này. Chanh rất là to này. Đây là ông bảo là quả chanh to á. Ông này bảo với cháu Lực rằng là cái quả hồng này ông chưa ăn bao giờ này các bác này. Cái mặc này ông bọc cho bắn chín nó dẹp không? Gọt cho gọt cùng mong ăn một chút thì cháu Lực xé vào là nấu cơm luôn các bác. Bây giờ thì cũng đến bữa cơm trưa rồi của ông rồi. Còn bán này bán đâu bán này gì? Bán là nga làn phạc suốt qua từ bác hờ bác từ này mang lên đẹp đây à? Đây ra. Đây ông thì cũng bảo là hôm qua cháu Lực trao một hôm kia cháu Lực trao một suốt quà ấy các bác thì ông không có nhận được. Nọ thì ông cháu Lực không có ra trao cho ông được, cháu Lực là nhờ em trai của ông là cầm vào luôn, tiện là cầm vào luôn. Nga và tôi đang ra đấy, lão tiến thầy biển mà. Nga là thầy biển mà. Hồng này thì rất là giòn đấy các bác. Đây rồi. Cùng ông ăn một chút cho nó vui các bác ạ. Ngồi lên trên nào. Đây bạn cameraman này. Bố nó lấy đúng không? Ngồi nào. Đây, ông này bảo là lần đầu tiên ăn đấy các bác. Rất là ngọt này. Và rất là ngon. Rất là giòn luôn. Chán chín mày đây. Đây mà chán chín. Không chán gì hả?
cái ổ điện này thì hôm nay cháu được mua lẻ của bác thì là 150.000, nếu mà hôm nọ cháu được mua nhiều thì là 140.000. Là cái nồi cơm điện này là 750, là 800, 900 là 1 triệu rồi. Và mua thêm 3 cân thịt nữa là 1.3 triệu. Mua thêm 1 cân hoa quả nữa là 15.000, là 1.315.000. Hôm nay thì cháu được lại trích tiền của chị Trần Tố Giáng My ra là 1.305.000 để mua cho ông. Đây ở đây thì hôm nay chỉ nồi cơm điện là đắt nhất này. Đây nồi cơm điện thì mua cháu được mua nồi xịn xịn một chút để có thể là nó được lâu hơn đấy cô bác. Nồi cơm điện này thì bảo hành là 1 năm luôn. Cháu được đi mua chỗ nào thì người ta cũng đều bảo hành cho là 1 năm. Con nàng hơi phạt đấy nó. Con ngâm nó một ký rồi. Rồi ăn xong thì cháu lực cắm nồi cơm điện luôn cô bác. Còn cho ông ăn một quả thôi, một tí nấu cơm thì không ăn được đấy. Thì nó cơm nhiều quá thì ông lại không có ăn cơm được nữa. Ôi, vừa rồi thì cũng xin mời tất cả cô bác anh chị là cùng cháu được ăn hoa quả. Bây giờ thì mới nhớ. Hay thế. Chín mạng. Đắn đây nó hộp hạt rồi. Đúng rồi. Ở trên vùng cao này thì đến mùa nào thì mới có hoa quả là mùa nấy cô bác, chứ không được như ở dưới xuôi. Ở dưới xuôi thì có hoa quả là quanh năm ấy cô bác, mùa nào thì hầu như là nó là 4 mùa, mùa nào cũng có quả. Còn những quả dưa thì người ta nhập từ dưới xuôi lên đây bán rồi thì mới có được. Đấy, nồi cơm điện thì giấy bảo hành thì ở bên trong này hết rồi này cô bác này. Đây, giấy bảo hành thì cầm bên trong hết. Còn cái giấy bảo hành thì cháu được xé để lại đây cho ông. Đây ở đây thì sẽ gồm có một cái dây điện này và một cái muôi múc cơm cô bác. Dây thằng tiếp bóc này rồi. Bạn này là phốn dây cắm hả? Dây có giúp cắm gì mấy nha nổ. Bây giờ thì cháu lực sẽ đi rửa qua cái nồi đó cô bác này. Hay đây thì ông thì đã xách nước ra đến để đây hết rồi cô bác. Thằng phổ quan chín tọc dê chín lên chín lên thúng chỉ vàng à? Phổ tọc dê chín lên chỉ vàng à? Chín lên hết chứ cơ. Chín lên gì nào? Vừa rồi cháu lực hỏi ông là một mình ông thì ông ăn được bao nhiêu? Thế chắc là một mình ông thì mỗi bữa là ông cắm một bát thôi. Thì bao gạo mà hôm nọ cháu lực mua cho ông ấy thì vẫn còn có bác này. Còn khoản gạo này thì vẫn chưa phải mua nữa. Bạn này ông ở dè tốt hết thùng vàng không? Đã tốt ván rồi đây à? Tốt thùng vàng gì à? Đã làm thật chín rồi. Thùng bụng. Đây ông thì dùng cái ống cái ống mà cái sữa ống thọ của bác, cái lon đấy để ông đựng cơm. Rồi đây hai ống thôi. Bạn này dê đứng lắng lán đó. Dê mất nèo nè. Bây giờ thì sẽ chỉ dạy ông để vo cơm của bác. Ông bác sản đông bình thường thôi chưa dẻo. Sạt lông khó bình thường lắm ạ. Sạt qua tầm 5 xuống 5 thì chả lấy rau tốt. Tốt mùa này nọ. Đây chỉ cần hướng dẫn ông qua một lần là ông cũng sẽ biết cắm rồi cô bác.
Đấy, đi cả tốt năm là bình thường, không tốt thì cho dẻo. Đấy, năm nay tốt là bình thường thôi chó. Thầy cháu Lực chỉ dạy ông là cắm cơm ấy cô bác. Thì cắm theo như cái tỷ lệ mà mình nấu cơm bằng cái nồi cơm điện thôi. Rẻ bố mi rẻ á? Mi sao rẻ mẹ? Vừa đấy thì cháu Lực cũng quên. Vắt tay nữa anh đấy. Ờ chào bùa rẻ lâu nè, rẻ lâu nè. Mi có phiền đỏ mẹ? À không phiền đỏ ạ. Đây, vừa rồi thì cháu Lực cũng hơi sơ suất một chút cô bác. Là quên mua cho ông một cái rẻ ở đây. Ông có này. Đây. Bà tư dè ở bên tốt đi là dè phải lâu hơn này. Thấy khởi nào của nó. Đi chung bộ vai. Đấy. Lâu cho nó lâu hơn khởi nào vậy ạ? Đấy, dè lâu hơn khởi nào bên này ạ? Đấy, ông thì ở nhà có nồi, nhà có cái máy quạt đấy cô bác, thì cháu Lực sẽ không cái mua cho ông máy quạt nữa. Và bây giờ thì cũng thời tiết thì cũng chuyển sang mùa thu rồi, thì máy quạt thì không cần phải dùng đến nữa. Đấy. Cắm nút nào dẻo, cắm nút này à khỏi nó. Đã leo tốt ý ó. Đấy, tôi ý cho tao. Là tao cắm nông, hay bên này đây. Còn ủ điện này lên, làm nó cứ mà tốt hơi dẻo cắm để thằng này ó. Ừ, họ bắt tay nữa nè, dèm nè. Đấy. Đấy, bắt tay nữa nè luôn, nó dèo. Còn à, mày điện này lên, bắt cắm ở mé nào dèo. Đi bật lắng lên, bật cơn giọt đó không nó. Chỉ cần giọt thích điện thôi đây ó. Đấy, bạn này dè thế nó rung rung nó. Nên phải cắm nó rung đi mẹ ổ, bạn đó chiếm nấu rồi ổ. Đấy, bạn đó chỉ bị cắm khẩu đi sẽ rung mà nút điển này ổ. Bạn đó khẩu bật đi sẽ rung mà nút này ổ. Lê thùng khói phải nhớ để cắm này nó nữa. Chứ à mà đi buồn bắt khẩu nữa. Đây, vừa rồi cháu được dặn ông là cắm cơm thì phải bật cái nút này cô bác, chứ không là đến lúc mà nấu cơm thức ăn xong chín rồi thì mở lên thì vẫn còn nguyên si đấy. Hay trường hợp này thì thật ra mà nói cho Lực cũng đã từng láng quên rồi cô bác. Có những lần thì nấu cơm xong hết mọi cái rồi mà anh em vào ăn cơm mở ra thì nồi cơm trong nó vẫn còn nguyên nước ấy. Đấy, bây giờ thì sẽ bảo ông là đun bếp cho nhóm bếp cho Lực để cho Lực thái thịt và để xào cho ông. Lần này thì sẽ không có làm thịt treo nữa cô bác. Đấy. Bạn này dê cắm khâu là bạn này dê đắng phay là nó. Thank you.
Ông Lọ thì cháu Đức cũng mua cho ông thêm cái chảo, nhưng mà ông bảo là sử dụng cái chảo nào cô bác, để bây giờ nó mà không còn sử dụng được nữa thì mới không có sử dụng ấy cô bác. Ông sao? Gì à? Ông cứ mới chích lên tờ làn thêm. Để thầy làm chút phải không? Bây giờ chỉ cần là xào thịt lên nữa là cũng được ăn cơm rồi cô bác. Ta dễ hết không ạ? Cái nồi cơm thì bây giờ đang sôi rồi cô bác này. Cắm được tầm độ tầm 20 phút thôi thì cũng đã sôi rồi. Chú tốt rồi chứ. Đấy, ông bảo cháu Lực mua dầu cho ông ấy thì vẫn còn, cho nên là cái khoản này thì chắc chưa là phải mua vội cô bác. Chỉ có mua thực phẩm thịt thà xuống cho ông thôi. Cá thì ông vẫn còn đấy cô bác, cho nên là cháu Lực cũng chưa có thể mua cho ông được. Xuống thì xuống với ông thì mua cho ông ít thịt này. Đấy, ông thì rất là mừng cô bác khi là khi mà cháu Lực xuống với ông thì đều có một cái món quà cho ông. Được đều là chị Trần Đố Giáng My cả thôi, mua cả cho ông. Lấy cái đồ này lên cho già lấy cái tin ít thay dệt thứ này bật phúc còn pha này, tư mà cả nhé. Cho già tộc chứ. Cái càng cái tin già tư này xuống vạn đến đây lên hạc giáo. Đấy, cháu Lực cũng nói với ông rằng là từ lập mà từ quay tấm tôn này, mua đệm mua ga cho ông, và hôm nay thì mua thêm nồi cơm điện cho ông nữa, thì đều là được chị Trần Đỗ Giáng My. Còn hôm nọ cháu Lực mua như thớt này, chạm bát này, mua thêm cho ông thuốc thực phẩm nữa, thì là có một chị mua cho ông. Nước chưa xào nữa. Đấy, ông này bảo là cái chảo mới ông nội cháu Lực mua xuống cho ông ấy thì ông còn chưa có nỡ xào. Ông bảo là dùng cái chảo này đã, rồi bao giờ mà cái chảo này không dùng nữa thì ông sẽ thay thế bằng cái chảo kia. Nếu mà như hôm nào ông nấu thêm canh ấy, thì ông sẽ dùng cái chảo đấy cô bác. Bác năng nè bác. Bác. Đấy, lần nào cháu Lực xuống thì cũng đều gặp em trai của ông, gặp cô bác. Bây giờ thì chỉ có là em trai của ông thì là người thân cận nhất với ông thôi. Ông cụ thì cũng không có thêm một người con nào cô bác. Và cháu Lực cũng xin nói tên của ông cụ cho tất cả cô bác anh chị là cũng biết. Ông cụ là ông cụ Dùng cô bác ạ. Ông là tên Dùng. Hôm nay bác thì có đi làm gì không? Hả? Hôm nay bác có đi làm gì không? Thì anh thì có đi lấy củi, lấy củi à? Thôi. Bác đi lấy củi, lấy củi về nhà hay là lấy củi đi bán? Có lúc thì mang đi bán. Lúc thì mang đi bán à? Thế thì một tí nữa ông phải lại đây ăn cơm, bác ở lại đây ăn cơm cùng với ông, với cháu với lại ông luôn nhé. Cái nồi cơm điện thì hôm nay cháu cũng mua cho ông ấy thì cháu cũng đã hướng dẫn ông rồi, nếu mà ông thỉnh thoảng bác hồi cháu định ý ông một tí nhá. Vâng. Xem là ông có, nhưng mà phải là lúc nấu cơm vào, lúc mà cho cái nồi vào ấy thì bảo ông lau lau khô hết đi nhá. Vâng. Đấy, nhà bác thì có nồi cơm điện thì bác vâng. Không biết dùng rồi đúng không? Vâng. Vâng. Lau khô hết nó đi. Như thế thì cái nồi cơm điện này thì hôm nay cũng là được chị mà mua dược, mua ga, mua đệm với lại mua chăn với lại cái tấm tôn kia quay ấy.
Đấy thì cũng là điều rằng chị ấy đưa tiền cho cháu để mua gà thôi. Ông cụ dùng kể với cháu Lực rằng là từ lúc cháu Lực mua xà phòng tắm cho ông ấy thì ông từ hôm đấy đến giờ thì ông không có bị ngứa người nữa cô bác ạ, chứ không là trước ông hay bị ngứa. Thế bác mỗi lần bác đi bán củi thì bác vác bộ đi thôi à? Bà đi bộ thôi. Đi bộ à? Yeah. Bác một bó đây từ đây đến xá thì được bao tiền bác? Thì được 30.000. Được 30.000 à? Nhưng mà không, có lúc không, mình không bác điên cũng là không được lo cho con cháu đi học. À. Đi bộ từ đây lên đến xá chắc cũng phải hơn tiếng. Vâng, sắp gần 2 tiếng mình vừa đi vừa nghỉ. Vâng. À. Lên dốc. Lên dốc mệt là phải vác được một lúc là phải nghỉ rồi. Lúc mì chính hết hay là hết đầu hết thì phải mình phải bác liên. Lúc mì chính mọi cái hết thì bác mới mang đi bán à? Vâng. Còn là ông dùng mà nếu mà lúc mà mì chính hết lại kia thì ông có mang củi đi bán không? Vâng. Nhưng mà bây giờ nói ra nó không trước đây thì nó trước đây thì cũng hay đi bán đúng không? Vâng. Trước đây cũng bác đi bán bây giờ thì là nó xuất khỏe. Vâng. Nó không lên được, không bác được. Như cô bác có theo dõi có một số cô bác theo dõi sâu về những thức phim mà cháu Lực đăng tải lên thì không biết cái hoàn cảnh của ông cụ thì cho cháu Lực xin được phép là nhắc lại thêm một chút nữa cô bác nhé. Ông cụ thì năm nay cũng gần là 70 tuổi rồi. Trước kia thì ông cũng có đi, ông có vợ nhưng mà sau đó thì hai vợ chồng mà không có được con với nhau, thế xong là do gia đình hoàn cảnh còn khó khăn nữa. Thành ra là vợ của ông thì cũng đã bỏ đi rồi. Và đến bây giờ thì ông một mình sống ở một cái ngôi nhà rất là nhỏ bé này này cô bác này. Ngôi nhà này thì ông bảo là làm được tầm độ 30 năm rồi cô bác. May mắn là được bạn Trình lên chia sẻ. Và tiếp theo đó thì được cháu Lực lên chia sẻ. Thì cũng được là các cô bác, anh chị và anh Thường Quân quan tâm tới ông cụ và muốn cho ông cụ có một cái cuộc sống mà nó có thể tốt hơn những lúc mà về già cô bác. Năm ngoái thì ruộng của nhà ông cụ không có nước thì không có trồng được một chút gạo nào luôn, không có trồng được một chút lúa nào luôn. Đến năm nay thì lại vất vả trồng được thêm một ít cô bác, thì chắc có khi là cũng đủ ông để ăn một năm rồi. Và còn số còn lại còn thiếu bao nhiêu thì đã có cháu Lực lo cho ông rồi. Và cháu Lực cũng xin được thay mặt ông cụ là gửi một lời cảm ơn tới chị Trần Đỗ Giang My. Trong thời gian qua chị đã luôn lo lắng cho ông từng bữa cơm, từng cái miếng ăn, áo mặc của ông cụ ấy cô bác. Và bây giờ thì ông cụ cũng muốn rằng là gửi một lời cảm ơn tới chị Trần Đỗ Giang My và tất cả các khán giả đang theo dõi ở trên kênh Bản Em. Ông sẽ không nói được bằng tiếng Kinh cô bác, nhưng ông sẽ nói tiếng Nùng cho tất cả cô bác anh chị là cùng nghe thôi cô bác ạ. Con cũng lạnh nụ lý cẩn má hử như dê với bác hồi chú nè. Về năm nay để chỉ tiếp vào đây nào. Dê cái đây sẽ tiếp cái phần tan thử để cày thứ ba nào. Vừa rồi thì ông cũng nói một lời cảm ơn bằng tiếng Nùng với cô bác, nói rằng là gửi một lời cảm ơn tới chị Trần Đỗ Giang My và khán giả đang theo dõi trên kênh Bản Em, rằng là trong thời gian qua khi mà được nhận những cái tấm lòng vàng của cô bác anh chị gửi tới cho ông thì ông rất là vui mừng,
không biết diễn tả cái cảm xúc của mình như thế nào. Đến năm nay mình gần cái tuổi mà gần đất xa trời rồi thì mình lại có được cái niềm vui như vậy, thì có khi là ông sẽ sống thọ hơn đấy không ạ? Bây giờ thì thịt thì cũng đã xào gần chín rồi các bác, và cũng chuẩn bị ăn cơm rồi các bác ạ. Bây giờ thì cũng đến giờ ông, đến giờ cơm của ông với lại bác rồi. Thịt thì cháu Lực Chế chỉ xào là một bát con nhỏ để cho mấy ông cháu là ăn thôi các bác. Còn cái phần còn lại thì một tí nữa cháu Lực sẽ để ướp với muối xong là để cho ông. Có những cái chạm bát vào rất là đẹp luôn các bác. Bác ơi, mà chỉ khó là bác ơi. Ừ. Cái nồi cơm điện thì bây giờ cũng là chín rồi các bác này. Nên bật đi pan lên chỉ cần chọn nó ở cái này cho. Ừ. Chọn nó ở cái này cho. Tắt đi cái này cho. Tắt cái này đi một cần giòn nó. Sao mà tớ bật đi tốt điểm. Đi tốt nhất là cứ chọn đó. Đấy, an toàn đấy chứ ạ. Ừ. Này ông thì không biết hiểu tại sao lại cơm lại chín nữa các bác. Mà là bác ơi. Mà là bác ơi. Đấy. Cơm chín đều rất là đẹp đấy các bác này. Bọn em cứ nói ra. Nên bây giờ phát điện đi rồi dễ nổ. Đấy, nồi cơm ở trong thì chín rất là đẹp này các bác này. Đấy, nồi cơm này thì em mua nồi cơm xịn xịn cho một chút, cho nên là nó sẽ không có sợ bị cháy ở dưới cái phần nền, cái phần đáy nồi các bác. Thế còn bạn caramel thì chắc là một tí nó mới ăn sâu được các bác ạ. Này bác. Ừ. Hôm nay là cái bữa cơm đầu tiên mà cháu Lực ăn cơm với lại ông ấy. Hôm nọ thì cháu Lực cũng chỉ có nấu lên cho ông thôi. Cháu Lực vừa mới ăn xong ấy. Hôm nay thì không có ăn cơm ở nhà, là đi xuống để ăn cơm với ông luôn. Eo tắc này chứ ba. Eo tắc chết lắm này. Ông, khâu lo. Bác. Ừ. Con của bác thì hôm nay có đi học không? Có. Có à? Hôm nay thì ở chủ nhật đi nghỉ. Chủ nhật đi đang nghỉ à? Đấy. Thế bây giờ cháu Lực cũng xin mời tất cả quý ông bà cô chú anh chị là cùng ông với lại cháu Lực để ăn cơm nhé. Chị không ạ? Đây. Chị không ba? Ừ. Gạo này thì hôm nọ cháu Lực cũng mua xuống cho ông ấy cô bác. Gạo này thì nhìn trong nó rất là ngon này cô bác này. Và bây giờ thì những cái bữa cơm của ông thì sẽ không phải là ăn cơm không đâu cô bác, mà có cả có cơm, có lúc thì có thịt này, có lúc thì có cá này. Bằng cái tôi nắm lại lại chú thấy nó quá. Đây là, đây là. Đây là. Ông bảo nấu bằng nồi cơm điện ấy ngon hơn hẳn các bác. Hỏi tại sao lại cơm lại chín được. Để trong khi đó mà không cho củi vào ấy các bác. Đọc bảo lần đầu tiên mà nhìn thấy cái đồ này các bác. Nhìn đầu tiên mà mình được sử dụng, nhìn thấy thì ông nhìn thấy rồi, nhưng mà lần đầu tiên là được sử dụng. Ông chưa bao giờ có ý nghĩ rằng là mình dám mua được những cái đồ như nồi cơm điện này. Với lại thêm mới tôn, mới đệm ở trong nhà mình đâu có bác. Nói là thật sự ông rất là tội của bác ạ. Khi mà nghe những câu chuyện mà ông kể bằng tiếng Nung cho cháu Lực nghe ấy. Ăn đi.